Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với phần 2 trong loạt tựa bài là Phụ nữ Nam Trung Bộ. Phần 2 có tựa đề là giai đoạn 1936 đến 1939. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở các nước tư bản vào giai đoạn từ 1929 đến 1933 đã gây ra những biến động lớn về kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới. Đời sống của nhân dân lao động ở các nước tư bản cũng như các nước thuộc địa vô cùng điêu đứng. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản ở các nước tư bản và phong trào đòi giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa đã lên cao. Chủ nghĩa phát xít hình thành và phát triển ở ba nước Đức, Ý và Nhật, kết thành phe trục chống Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới, chuẩn bị gây chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tháng 7 năm 1935, Đại hội lần thứ 7 quốc tế cộng sản chỉ rõ kẻ thù của nhân dân thế giới lúc này là chủ nghĩa phát xít. Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân quốc tế là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh, giành dân chủ hòa bình và thành lập mặt trận dân tộc thống nhất, bao gồm các đảng phái yêu nước, dân chủ tiến bộ, các tầng lớp nhân dân nhằm tập hợp lực lượng đông đảo chống kẻ thù chung. Tháng 6 năm 1936, mặt trận Bình dân Pháp có Đảng Cộng sản tham gia đã lên cầm quyền Đông Dương. Chính phủ Pháp nới rộng một số chính pháp sách, trả tự do cho một số tù chính trị. Trước tình hình mới, tháng 7 năm 1936, Trung ương Đảng ta đã họp quyết định tạm gác khẩu hiệu đánh đổ lý quốc pháp và giai cấp địa chủ, giành độc lập dân tộc và thống nhất cho dân cày. Nêu mục tiêu trước mắt đó là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai. Hội nghị chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương và mặt trận phong trào quần chúng rộng rãi nhằm tập hợp, rèn luyện và tổ chức quần chúng đấu tranh trong tình hình mới. Vào ngày 26 tháng 3 năm 1937, Trung ương Đảng đã ra nghị quyết nhắc nhở các cấp ủy chú trọng tập hợp phụ nữ vào các tổ chức như Phụ nữ Giải phóng, Phụ nữ Tân Tiến, Tổ học chữ, Tổ tương tế. Nếu địa phương nào có nhiều tổ chức hội khác nhau thì chúng ta lấy danh nghĩa là Phụ nữ Liên Hiệp Hội mà thống nhất lại để thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ vào mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. Từ đây, phong trào cách mạng nước ta nói chung và phụ nữ Nam Trung Bộ nói riêng đã chuyển sang một thời kỳ mới. Cuối năm 1935, nhiều đảng bộ được khôi phục và thêm các đồng chí mới ở tù ra nên phong trào phát triển rất nhanh và rộng. Khắp Nam Trung Bộ, các tỉnh ủy, có nơi thì gọi là chi bộ, chuyển hướng tổ chức và hình thức đấu tranh mới, triệt để lợi dụng khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp, tích cực sử dụng các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do nghiệp đoàn và sôi nổi nhất là hưởng ứng phong trào Đông Dương Đại Hội đón phái đoàn của chính phủ mặt trận Bình dân Pháp do Winston Goda dẫn đầu, lấy chữ ký đưa dân nguyện vận động bầu cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ, tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh các tầng lớp nhân dân đòi dân sinh dân chủ và hòa bình. Về phong trào phụ nữ, ngoài việc duy trì và phát triển các tổ chức đã được chuyển hướng từ năm 1935 như hội cấy, hội gặt, hội đồng canh, nhóm đọc sách báo, học chữ quốc ngữ, v.v. ở các tỉnh, một mặt phát triển các tổ chức phụ nữ giải phóng, phụ nữ dân chủ, phụ nữ tân tiến, đoàn thanh niên dân chủ, nông dân tương tế ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, phụ nữ giải phóng, phụ nữ quốc tế ở Phú Yên để làm nòng cốt cho phong trào. Mặt khác, rất quan tâm tổ chức rộng rãi các hội ái hữu theo nghề nghiệp như hội ái hữu thợ may, thợ dệt, thợ giày, thợ làm mắm, làm muối, ái hữu tiểu thương, các nhóm nuôi heo, nuôi tằm, nhóm cấy, nhóm gặt. Đồng thời phát triển các tổ chức mang tính chất xã hội như nhóm ca hát, nhóm dạy chữ, dạy nữ công, các hội tương tế tương trợ, cứu tế từ thiện, trợ tá. Đặc biệt là tổ chức đọc sách báo và các lớp truyền bá quốc ngữ phát triển.
chuyển nhanh cả nông thôn và thành thị, thu hút nhiều nữ thanh niên tham gia, không cả giáo giới, công tư chức. Qua đó, chị em được tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng, các sách báo cách mạng, nâng cao trình độ chống các hủ tục bất công, thách cưới ma chay, v.v. Các hiệu sách do Đảng, Bộ tổ chức như Việt Quảng ở Đà Nẵng, Tín Thành Thư Quán, Tín Thành Thư Xã ở Quảng Ngãi, Mỹ Liên, Hồ Văn Bá ở Bình Định và các đại lý sách báo ở các địa phương khác đã cung cấp cho chị em. Ngoài các sách báo chung còn có các tác phẩm dành cho phụ nữ như Chị Em Phải Làm Gì, Phụ Nữ Xô Viết, Đời Chị Em, Người Mẹ, v.v. Nhân các ngày lễ lớn như mùng 1 tháng 5, mùng 1 tháng 8, mùng 8 tháng 3, kỷ niệm Lenin Soda, Rustambua, nhiều nơi các chi bộ tổ chức nói chuyện và ca hát có tác dụng nâng cao thần cách mạng và trình độ hiểu biết cho chị em về phong trào phụ nữ thế giới. Tháng 8 năm 1936, các tỉnh hưởng ứng phong trào Đông Dương Đại Hội đón phái đoàn chính phủ Pháp do Thượng nghị sĩ Gustave Zoda dẫn đầu với các khẩu hiệu ủng hộ chính phủ mặt trận binh dân Pháp, chống bọn phát xít và phản động thuộc địa, cải thiện đời sống nhân dân, tự do đi lại, tự do báo chí, tự do nghiệp đoàn. Lo sợ trước tình hình đấu tranh sôi nổi rầm rộ của quần chúng khắp Bắc Trung Nam, ngày 1 tháng 9 năm 1936, thực dân Pháp ra lệnh giải tán các ủy ban hành động chuẩn bị đại hội, cấm hội họp mít tinh, giăng lưới mật thám khủng bố khắp nơi để phá cuộc tiếp đón Zoda. Ở Đà Nẵng, ngày 28 tháng 2 năm 1937, hơn 5.000 dân cả thành phố và nông thôn đứng chật hai bên đường từ bưu điện đến cầu Vồng, bọn địch tìm cách phá. Những các đồng chí phan bôi Lê Văn Hiến, Nguyễn Xuân Trà là đại biểu của dân vẫn đến gặp và trao tận tay cho Zoda đơn từ kiến nghị tại tòa Đốc Lý ở Quảng Nam. Bọn phản động Pháp và bè lũ tay sai Ngô Đình Khôi tìm cách ngăn cản cuộc gặp Zoda của đồng bào ở Thi Lai, Vĩnh Trinh. Mặc dù vậy, hơn 400 đồng bào, trong đó khá đông là phụ nữ, vẫn họp mít tinh gửi kiến nghị đến Zoda. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1937, 3 vạn nhân dân Quảng Ngãi và gần 1/2 là phụ nữ dương cao cờ băng khẩu hiệu kéo về thị xã gặp Zoda, trình bày nỗi thống khổ và đứng yêu sách có hàng vạn chữ ký. Cũng ở Quảng Ngãi, ngày 5 tháng 6 năm 1937, phụ nữ cùng đông đảo nhân dân biểu dương lực lượng dọc hai đầu cầu trong khúc đón tin toàn quyền Rebe đưa yêu sách và đòi thả những người bị bắt trong những cuộc đấu tranh trước đó. Ở Bình Định, phụ nữ cùng nhân dân lấy hàng ngàn chữ ký với nội dung đòi quyền sống chống siêu cao thuê nặng tại Trà Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Linh, Hoài Hảo thuộc huyện Hoài Nhơn và thị xã Quy Nhơn. Chị em cùng nhân dân dự minh tinh hội họp giải chuẩn đơn, lợi dụng nơi đông người để tuyên truyền cổ động về đại hội và thắng lợi của mặt trận nhân dân Pháp. Địch khủng bố bắt giam một số người, lập tức gần 100 quần chúng, phần đông là phụ nữ, tập trung ở ngã tư đường Lê Lợi, Phan Bộ Châu, Quy Nhơn, xông vào phản đối hành động của lính. Giống như một số tỉnh khác ở Phú Yên, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, các tầng lớp nhân dân đã chuẩn bị sẵn, nhưng do lo sợ trước phong trào quần chúng, thực dân Pháp phải đưa Zoda lên Đà Lạt nghỉ. Nhân dân phải cử phái đoàn vào Sài Gòn đưa các bạn dân nguyện tận tay Zoda. Tháng 8 năm 1937, theo chủ trương của xứ ủy, các tỉnh lãnh đạo nhân dân bầu đại biểu vào viện dân biểu Trung Kỳ. Chị em đã cùng chồng con bàn bạc vận động bầu cử cho các đại biểu do mặt trận dân chủ giới thiệu như Phan Thanh ở Quảng Nam, Võ Hàng, Võ Đình Thụy ở Quảng Ngãi, Nguyễn Trân ở Bình Định, Trần Trương Phú Yên, Huỳnh Văn Dầu ở Bình Thuận, v.v. Mặc dù bọn địch tìm cách mua chuộc, hăm dọa cử tri, nhưng đại biểu do mặt trận giới thiệu đều trúng cử với số phiếu cao. Hai ông Phan Thanh và Huỳnh Văn Dầu được bầu vào Hội đồng Kinh tế tại Đông Dương. Tháng 3 năm 1939-38, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp nhận định nhờ sự đấu tranh của quần chúng và sự ủng hộ của phong trào mặt trận nhân dân Pháp, tình hình Đông Dương đã được cải thiện một phần, nhưng những điều kiện cải cách khác còn hạn chế.
chế, do ở Đông Dương chưa có một mặt trận dân chủ thống nhất được các tầng lớp nhân dân hội nghị quyết định thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương thay cho mặt trận phản đế Đông Dương. Về công tác phụ nữ, hội nghị nhận định từ tháng 6 nay số phụ nữ có tăng lên gấp 2, sau nói chung toàn xứ nó vẫn là một con số nhỏ, tổ chức phụ nữ chưa lan rộng đến phụ nữ trí thức tư sản. Hội nghị có chủ trương là phải bênh vực quyền lợi thiết thực của phụ nữ, nhất là lao động và buôn gánh bán bưng, kéo các lớp phụ nữ vào các tổ chức đơn sơ như tương tế, đám cưới, đám dỗ, ca hát, hội thiện. Chỉ có bắt đầu từ những điều thấp đó mới có thể dẫn họ đến giác ngộ chính trị và tham gia vào cuộc vận động giải phóng phụ nữ và cho cả nhân loại nữa. Hội nghị nêu mỗi đảng bộ phải có một ban phụ nữ chuyên môn, phải lấy những người phụ nữ hăng hái vào làm việc ấy, phải đào tạo một số cán bộ nữ để gánh lấy công việc phụ nữ vận động. Những chủ trương đề ra trên đây đã nói lên quan điểm của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của phụ nữ nên đã phát động được phong trào phụ nữ một cách rộng rãi, mạnh mẽ. Quán triệt tinh thần các nghị quyết trung ương từ năm 1936 đến 1939, các tỉnh ủy đều quan tâm chỉ đạo vận động giáo dục tổ chức quần chúng phụ nữ và đào tạo cán bộ nữ. Các tổ chức trên đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, ý thức chống áp bức bất công. Từ đó, phụ nữ đã trở thành lực lượng đông đảo trong các cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện đời sống. Chị em đông đảo nông dân đòi tăng công cấy, công gặt, đòi giảm tô, giảm sưu, giảm thuế, chống lấn chiếm vùng đất, đòi chia lại công điền, chống đồi phong bài tục. Ở Bình Định, phong trào đòi dân sinh dân chủ ở nông thôn đã lôi cuốn đông đảo chị em tham gia các cuộc đấu tranh chống tệ xôi thịt, phụ thu làm bổ, sách nhiễu nhân nghèo của cường hào hương lý, chống tây đoan thương tránh độc quyền mua dừa mua muối với giá rẻ mạt, chống tăng thuế thuốc lá, chống tăng cường hào mua rẻ công điền. Tại xã Mỹ Thành ở Phú Mỹ, chị em rủ nhau đến nhà hương lý đấu tranh quyết liệt đòi chia lại công điền, tố cáo địch chủ hà hiếp phá điền. Ở Phú Yên, các cuộc đấu tranh chống đồi phong bài tục, đòi lập hương ước, chống cường hào nhũng nhiễu, chống tham quan nô lại được quần chúng tham gia đông đảo. Có nơi kéo dài hàng năm, ở Tân Mỹ, Lương Phước, Quảng Phú, Thạch Phú thuộc Tuy Hòa, nhân dân đấu tranh chống chủ nhà máy đường đồng bò chiếm dụng đất trả giá rẻ mạt. Phụ nữ các xã Hòa Phong, Hòa Mỹ ủng hộ công nhân nhà máy đường đình công đòi giảm giờ làm, trả công xứng đáng, đòi cải thiện đời sống. Chủ phải nhượng bộ, trả gấp đôi số tiền mướn đất, không mở rộng diện tích, cải thiện đời sống cho công nhân. Ở tại Ninh Thuận, phụ nữ cùng với nhân dân các làng Vạn Phước, Trường Xanh, Thuận Hòa, v.v. đấu tranh giảm tô, giảm sưu thuế, giảm phụ, giảm sâu. Các làng An Xuân, An Hòa, Đắc Nhơn, Cầu Chuối chống tên Duy Văn là một tên chủ thôn Điền Pháp chiếm dụng đất đòi giảm tô, đòi được tự do khai hoang ở suối Dầu, được làm rẫy và chống trên Lý Chân cướp đoạt đất của nông dân. Ở Bình Thuận, ngày 14 tháng 2 năm 1937, hơn 400 nông dân ngã hai ở Hàm Thuận đấu tranh chống tên Cắt Xê, địa chủ Pháp. Tên này là chiếm độc quyền nước tưới ở đập Đồng Đế. Dưới năm 1938, nông dân Phong Điền, Hiệp Nghĩa, Hàm Tân đấu tranh đòi dân chủ, Trần Huỳnh Kỳ giảm tô, giành thắng lợi. Tiếp đến là cuộc đấu tranh của nông dân Chăm và Việt kiện tên Lăng Lê, người Pháp nhiều năm chiếm đập nước Đồng Mới, độc quyền khai thác lấy tô cắt cổ. Viên công sứ Bình Thuận lo sợ buộc Lăng Lê phải giảm tô nước. Năm 1938 ở Quảng Ngãi, phụ nữ cùng nông dân làng Thi Phổ Nhì ở Mộ Đức, làng Hòa Vĩ Tây ở Nghĩa Hành đòi bốc thăm chia lại công điền, làng Phước Lộc của Sơn Tịnh đấu tranh đòi trả lại đất công ở xóm Buông đã bị cường hào lấn chiếm.
chị em nông dân La Thò ở địa bàn Quảng Nam đấu tranh đòi tăng công cấy, công cặt và đạt kết quả. Ruộng làm rễ trước chia 2, bây giờ chia 3. Tá Điền nhận 2/3. Ngày 4 tháng 9 năm 1938, 300 phụ nữ của các xã thuộc phủ Tam Kỳ lần lượt ký tên vào yêu sách đòi tri phủ Tam Kỳ cứu đói cho dân, miễn thuế môn bài. Chị em nông dân các huyện ở Quảng Nam cùng chồng con đấu tranh đòi miễn thuế điền thổ, thuế làm muối, thuốc lá. Phụ nữ thị trấn đòi giảm thuế nhà, thuế vườn. Phối hợp với cuộc đấu tranh của nông dân, giai cấp công nhân tuy mới ra đời nhưng đã góp phần đáng kể. Từ năm 1936 đã xuất hiện các cuộc lãng công, bãi công lớn của hàng trăm công nhân các đồn điền, nhà máy, xí nghiệp. Mở đầu là ngày 24 tháng 6 năm 1936, 200 công nhân, một nửa là nữ, ở sở thí nghiệm lâm nghiệp Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng đình công đòi tăng lương kéo dài một tuần lễ. Ngày 14 tháng 12 năm 1936, 500 anh chị em công nhân đồn điền chè của đất đình công đòi trả lương đủ đúng kỳ, bọn chủ phải chấp nhận yêu sách. Ở Gia Lai năm 1936, tại các đồn điền Bầu Càn, Đắc Đoa, công nhân hái và sấy chè đa số là nữ đình công phản đối hành động ngược đãi, đánh đập, cúc phạt công nhân, làm nhục phụ nữ, đòi cải thiện đời sống. Các cuộc đấu tranh nổ ra công khai rộng lớn, bọn cai ký chủ sở phải chùn bước. Tháng 7 năm 1937, cuộc đấu tranh của toàn thể công nhân viên chức ngành xe lửa trên tuyến đường sắt Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt đã tác động mạnh đến phong trào đấu tranh ở Bình Thuận, Ninh Thuận. Ở ga Lòng Sông, 200 công nhân tổ chức bãi công một tuần để đòi tăng lương 10%, đòi trợ cấp tiền đóng bệnh, chống đổi thợ cúp lương. Cuộc đấu tranh thắng lợi, nòng cốt là hai vợ chồng anh Trần Đình Quảng và chị Trần Thị Điểm là hội viên Công hội Đỏ ở ngành Hòa Sa. Công nhân sở muối Cà Ná ở Ninh Thuận biểu tình 13 ngày liền đòi tăng lương, chủ sở phải nhượng bộ. Ở Khánh Hòa, từ năm 1936 đến 1939, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân diễn ra sôi nổi. Ở đồn điền Đồng Trăng, chị em bãi công và tăng lương. Năm 1939, chị Nguyễn Thị Thục Oanh đã cùng chi bộ lãnh đạo cuộc đấu tranh kéo dài một tuần lễ. Phong trào bị địch khủng bố, chị Oanh bị bắt. Ở trong tù, chị đã cùng các đồng chí cương quyết đấu tranh và cải thiện chế độ nhà tù. Công nhân Suối Dầu đấu tranh chống cúc phạt, đòi ngày làm 8 giờ. Công nhân xe lửa Nha Trang đòi lập lữ đoàn. Hội tương tế thợ may ở Nha Trang, Ninh Hòa và Ninh đấu tranh đòi hạ thuế ba tăng, đòi quy định giá từng mặt hàng. Ở Quảng Nam năm 1938, hàng trăm công nhân làm giấy bằng mã ở các xưởng Triều Hưng, Trấn Nam Thành, Tường Loan của Hoa Kiều ở Hội An bãi công. Bọn chủ này sử dụng nhân công hầu hết là phụ nữ và trẻ em, ngày làm 12 giờ trong điều kiện thiếu vệ sinh, lương rất thấp, lại còn cúp phạt chỉ còn 7-8 xu một ngày, trong khi giá cả sinh hoạt tăng, đời sống quá cơ cực. Cuộc bãi công kéo dài 12 ngày, ban chấp hành Liên đoàn Hội An vận động công nhân tiểu thương góp tiền ủng hộ chị em trong thời gian bãi công. Chị em thời diệt ở Mã Châu, Thi Lan và Duy Xuyên đòi tăng tiền công diệt, bớt giờ làm, đòi cải thiện bữa ăn. Ở Bình Định, hai cơ sở diệt Đơ Linh Nhông và An Thái có trên 2.000 lao động nữ. Bọn chủ cấu kết với nhà cầm quyền địa phương bóc lột công nhân một cách thầm tệ, còn tìm đủ cớ đánh đập, ức hiếp, sa thải. Giữa tháng 8 năm 1938, nhân việc tên chủ xưởng diệt An Thái là Thái Phát vô cớ đánh đập tàn nhẫn và sa thải một số nữ công nhân, chi bộ lãnh đạo chị em trong xưởng tổ chức một cuộc bãi công lớn, có cả người thân và nhân dân trong vùng tham gia ủng hộ. Chị Cho, chị Thanh là hai cơ sở về năm 1937 cùng một số chị em khác được cử làm đại biểu trực tiếp đưa yêu sách đến chủ xưởng và đòi tăng lương.
ngày làm 8 giờ trả lương công nhân. Tên chủ từ chối không chấp nhận yêu sách, đại biểu công nhân tiếp tục đấu tranh đi yêu sách lên tri phủ An Nhơn. Không những không can thiệp mà tri phủ An Nhơn còn ra lệnh bắt giam những người đi yêu sách. Lập tức 500 công nhân xưởng diệt An Thái tập trung tiến về phủ Đường rồi thả ngay những người vừa bắt. Trước khí thế hừng hực của chị em, tri phủ An Nhơn phải ra trước đoàn biểu tình mới chấp nhận yêu sách và thả số đại biểu bị giam giữ. Đây cũng chính là cuộc đấu tranh lớn của công nhân và thời công Bình Định nói riêng và nữ công nhân dân Nam Trung Bộ nói chung đã giành thắng lợi to lớn. Phối hợp với cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, phong trào đấu tranh của chị em tiểu thương buôn bán nhỏ rất sôi nổi, rộng rãi ở hầu hết khắp các tỉnh Nam Trung Bộ, mở đầu là cuộc bãi chợ Nhân Lộc ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, các chợ tỉnh sông về ở Tư Nghĩa, chợ Tràm, Sơn Tịnh. Tháng 2 năm 1937, chị em không chịu nộp thuế Môn Bài, thuế chầu mùi, thuế sát sinh và chống lại những hành động cướp bóc cưỡng hiếp của bọn lính. Trong nhân dân còn lưu lại rất nhiều câu chuyện về các chị em ở chợ sông Vệ tay không tổ chức vây đánh và giật súng bọn lính cưỡng hiếp của chị em, bọn chúng phải rút lui nhượng bộ. Chị em các chợ Sơn Tịnh bãi thì chống thuế và đòi nhóm thợ ở những điểm thuận lợi cho việc mua bán. Ở Bình Thuận, một cuộc bãi thì đòi giảm thuế 3 ngày và dịp Tết Thanh Minh mùng 5 tháng 4 năm 1937 ở chợ Phan Thiết. Cuộc đấu tranh do các cơ sở như chị Tắm Yên, chị Nắm Ước ở làng Đại Nam Nẫm, làng Đại Nẫm làm nòng cốt, lôi cuốn đông đảo chị em bán hàng tham gia, buộc tên chủ thầu phải niêm yết giá thuế và thu thuế chợ một lần. Công sứ Bình Thuận phải tuyên bố công khai hạ mức thuế chợ, cảnh sát không được phạt bừa bãi ở chợ tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Tháng 3 năm 1938, chị em tại hai huyện Điện Bàn, Duy Xuyên tham gia ký đơn đưa viện dân biểu Trung Kỳ đòi giảm thuế Môn Bài. Tháng 6 năm 1938, chị em chợ Đông Quang đấu tranh đòi thu thuế đúng quy định, buộc chủ thầu phải niêm yết bằng thuế không thu cao quá như trước. Trong năm 1938, chị em tiểu thương chợ Hàng ở Đà Nẵng, chợ Hội An ở Quảng Nam nhiều lần bãi thị đòi giảm thuế chợ và đạt kết quả tốt. Chị Trần Thị Minh ở chợ Hàng lập nhóm ái hữu trong tiểu thương làm nòng cốt cho các cuộc đấu tranh của chị em ở chợ ở Bình Định. Chị em tiểu thương các chợ Ân Thường, Mộc Bài ở Hoài Ân, chợ Cát ở Hoài Nhơn, Cây Thì ở Phú Mỹ đồng loạt chống tăng thuế, đánh trả bọn thương tránh đến thu thuế. Quyết liệt nhất là cuộc đấu tranh của hàng trăm chị em ở chợ Cát ngày 8 tháng 4 năm 1938 chống lại tên Rossignol, nhân viên thương tránh tam quan đến thu thuế chợ. Trước đó tên này đã bị chị em chợ tam quan dùng đòn gánh đánh đuổi khi nó hống hách thắt đổ trứng của một chị nông dân. Cuộc đấu tranh ở chợ Tuy Hòa, Phú Yên, chợ Đầm, chợ Dinh ở Khánh Hòa kéo dài nhiều ngày, buộc bọn thống trị phải hạ thuế Môn Bài, giảm thuế chợ. Cuối năm 1938, theo dự án thuế của Khâm sứ Trung Kỳ, tất cả các thuế đều tăng từ 50 đến 100. Sứ ủy đặt vấn đề chống lại thuế là nhiệm vụ đấu tranh bức thiết nhất. Khắp nơi tổ chức meeting công khai, cử đại biểu đến gặp các dân biểu ngày 16 tháng 9 năm 38. Trước sức ép của nhân dân và các dân biểu, đứng đầu là ông Phan Thanh, viện dân biểu Trung Kỳ, ra nghị quyết không tán thành dự án tăng thuế thân, sau đó không tán thành luôn dự án tăng thuế điện thổ của Khâm sứ Trung Kỳ. Phối hợp với cuộc đấu tranh ở nghị trường, cuộc đấu tranh chống thuế của chị em tiểu thương càng sôi nổi hơn, tiêu biểu là cuộc bãi thị ở chợ Châu Sa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi vào ngày 3 tháng 2 năm 1939, thu hút hơn 1.000 người tham gia và phần lớn là chị em, do đồng chí Trương Quang Giao và Mai Thị Én chỉ đạo. Bãi thị đã trở thành một biểu tình lớn của nhân dân kéo về huyện lỵ. Bọn Pháp đưa 30 lính khối xanh từ thị xã sang chặn lại ở núi Thiên Ấn, bất chấp khủng bố. Đoàn vẫn hô to các khẩu hiệu ủng hộ chính phủ, mặt trận Bình dân Pháp, chống bọn phát xít và phản động thuộc địa, phản đối các dự án thuế mới, thi hành dự án thuế của viện dân biểu Trung Kỳ,
thi hành các quyền tự do dân chủ. Lo sợ ảnh hưởng của cuộc biểu tình lan rộng, địch phải nhận yêu sách rồi yêu cầu nhân dân giải tán. Đoàn biểu tình quay về chở cho xe họp kích tinh, phát huy thắng lợi, giữ vững khí thế đấu tranh. Tại Lâm Viên, từ năm 1939, Pháp đàn áp khủng bố, tăng thuế, giá cả nhảy vọt, đời sống nhân dân vô cùng khổ cực. Chúng chỉ cho họp chợ Đà Lạt từ sáng đến trưa. 500 chị em buôn bán nhỏ ở chợ Bãi Thị đòi họp cả ngày. Chị em cử đại diện đưa yêu sách vận động nhân dân tham gia ủng hộ bọn cầm quyền buộc phải nhượng bộ. Cuộc đấu tranh của nhân dân phụ nữ miền xuôi, nhân dân và phụ nữ các dân tộc Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ. Đó là phong trào nước Xu Đỏ do ông Sam Răng, người dân tộc Chăm của miền Tây Phú Yên khởi xướng từ năm 1936. Nhân dân các dân tộc thiểu số khắp tỉnh sôi nổi đi lấy nước thần với nội dung chống sâu, chống thuế, chống cướp vùng đất, chống áp bức, chuẩn bị xây dựng căn cứ, xây dựng lực lượng vũ trang, khởi nghĩa chống Pháp, đòi làm chủ núi rừng. Ở Trà Bồng, Quảng Ngãi, nhân dân đến phá đồn giặc ở Châu Lị, đông đảo phụ nữ mà tiêu biểu là bà Liên, bà Mỹ Nga, vận động chị em đóng góp búa gạo, nấu cơm tiếp tế, dẫn đường. Sam Răm bị phá bắt, những cuộc chiến đấu du kích lẻ tẻ vẫn kéo dài đến cho đến khởi nghĩa của tháng 8 năm 1945. Nổi bật nhất trong phong trào phụ nữ các dân tộc Tây Nguyên, các tỉnh ven biển trong thời gian này là phong trào đấu tranh của Mồ Cọ ở Lâm Đồng. Dưới năm 1937, hai lãnh tụ là Cờ Wai và Cờ Nhòi đứng lên tập hợp lãnh đạo đồng bào Mạ và Cờ Ho đấu tranh chống thực dân Pháp. Cờ Nhòi là phụ nữ thuộc dân tộc Cờ Ho, gia đình nghèo, có nước da trắng, tóc trắng nên gọi là Mồ Cọ, tức là bà trắng. Lớn lên trong buôn làng, thấy đồng bào bị đàn áp đánh đập, đói khổ, lấn đất cướp nương, Cờ Nhòi luôn nỗ ý chí căm thù, quyết đứng lên kêu gọi đồng bào đấu tranh đánh đổi Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Cờ Wai và Cờ Nhòi, phong trào thu hút trên 15.000 người tham gia, mỗi người đều phải học thuộc lòng lời kinh nguyện với nội dung kêu gọi tinh thần đoàn kết đấu tranh chống thực dân Pháp và tự nguyện đóng từ 2 đến 4 xu để làm cung tên đánh giặc. Phong trào bắt đầu từ làng Đong Đo, xã Đinh Lạc, sau đó lan ra các xã xung quanh của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và cả huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Được bí mật tổ chức có hệ thống xuống các làng, xã có tính chất tự quản, đối lập với bộ máy chính quyền của Pháp, đồng bào đã chuẩn bị nổi dậy thì bị thực dân Pháp phát hiện vào tháng 5 năm 1938. Cờ Wai và Cờ Nhòi bị bắt cùng với 14 lãnh tụ khác, bị đánh đập và đưa ra tòa án kết tội âm mưu làm loạn chống lại chính quyền Pháp. Cờ Wai và Cờ Nhòi bị kết án 20 năm khổ sai, Cờ Wai bị đẩy đi lao bảo, Cờ Nhòi bị đẩy và giam ở Huế. Ở Bình Thuận, phong trào Mồ Cọ thu hút 5.000 người ở huyện Tánh Linh tham gia. Công sứ Bình Thuận lo sợ ra lệnh bọn cầm quyền địa phương không được làm rầm rộ trong ngày Quốc khánh Pháp là ngày 14 tháng 7 năm 1938 để tránh cơ hội cho phong trào cách mạng dấy lên lại. Phong trào đấu tranh tuy bị đàn áp dã man nhưng ảnh hưởng của nó trong đồng bào dân tộc rất sâu sắc và rộng lớn. Mồ Cọ là người phụ nữ dân tộc đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng và cả vùng Tây Nguyên đứng lên lãnh đạo đấu tranh chống thực dân Pháp. Phong trào có tác dụng kết hợp với các phong trào đấu tranh cách mạng của các tầng lớp nhân dân khác đã tạo nên một mặt trận đấu tranh chống thực dân Pháp rộng rãi không những của tỉnh Lâm Đồng mà còn cả các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh Tây Nguyên. Những năm 1936 đến 1939, với cương lĩnh của mặt trận nhân dân chống chiến tranh phát xít, đòi dân sinh dân chủ, Đảng đã phát động phong trào rộng rãi nâng cao trình độ hiểu biết của phụ nữ về tự do dân chủ, về chủ nghĩa cộng sản và về những quyền thân thiết, quyền lợi của bản thân mình. Chính trong thời kỳ này, với những hình thức tổ chức và phương thức hoạt động thích hợp phong phú, với những nội dung khẩu hiệu thiết thực, Đảng đã tập hợp hầu hết các tầng lớp phụ nữ, kể cả công nhân, nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu thủy sản, tức cũng là thời kỳ một số khá đông chị em được kết nạp vào Đảng và trở thành đội ngũ cán bộ cốt cán của Đảng và quần chúng phụ nữ. Tuy tổ chức phụ nữ chưa thành hệ thống nhưng
qua phụ nữ Tân Tiến, phụ nữ Giải Phóng, phụ nữ Liên Hiệp, các tổ chức tương tế ái hữu, hội từ thiện, các tầng lớp dạy quốc ngữ, tổ đọc sách báo v.v. Đảng giáo dục lòng yêu nước, ý thức dân chủ, tự do, bình đẳng cho phụ nữ và huy động tham gia các cuộc đấu tranh. Đây cũng là cơ sở, là bước diễn tập rộng rãi, rèn luyện ý chí và khả năng để phụ nữ tiến lên, góp phần toàn dân tham gia giải quyết chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Kính thưa các bạn, tôi vừa chia sẻ các bạn hết nội dung phần 2 của chuyên đề phụ nữ Nam Trung Bộ giai đoạn 1936 đến 1939. Và ở giai đoạn tiếp theo là giai đoạn từ 1939 đến 1945. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu các bạn cảm thấy hay, ý nghĩa thì đừng quên nhấn like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.